Haaland tạo hàng loạt kỷ lục sau hat-trick và lưới Hurl. Tiền đạo người Na Uy thăng hoa trong cuộc tiếp đón Hurl ở vòng 21 Premier League đêm 22 tháng 1 theo giờ Hà Nội. Haaland hoàn tất cú hat-trick thứ tư tại Premier League, thành tích không cầu thủ nào trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu có thể chạm đến. Ngoài ra, tiền đạo người Na Uy còn trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trên sân nhà trong một mùa giải Premier League, phá kỷ lục của Sergio Aguero ở mùa 2011-2012-17 so với 16 bàn. Haaland là cầu thủ lập 4 hat-trick nhanh nhất lịch sử Premier League sau 19 trận, phá sâu kỷ lục của huyền thoại Ruud Nistelrooy 4 hat-trick trong 65 trận. Những người xếp sau lần lượt là Luis Suarez 4 hat-trick sau 81 trận, Alan Shearer 4 hat-trick sau 86 trận và Robbie Fowler 4 hat-trick sau 89 trận. Bộ đôi De Bruyne Haaland lấy lại phong độ ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. De Bruyne đã có đường kiến tạo thứ 16 trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ đồng nghiệp nào tại top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, 7 trong số đó dành cho Haaland.